Rồi, xin chào các bạn nha. Sáng nay mình giao lưu cho các bạn hai cái máy lầm dao rin. Cái này coi đầu tiên trong video nha. Hiện tại coi nó có chiều cao là 1m1, bề ngang cũng tương đương, hoành thân ra tầm 14-15 nha anh em. Coi nằm chậu 45, 45 phủ bì 50, một cốt lên rất đẹp. Đúng các chi cành đầu tiên là nửa găng tay nha anh em, chỉ cần ra khá đều. Cái form rất là tròn, đi lên tự nhiên luôn, không có ghim nọc hết nha anh em. Rồi cây số 1 ha, mình chuyển qua cây số 2. Thì cây số 2 này thì nó có chiều cao nếu mình đo được là 1m3 nha anh em. 1m3, bề ngang của nó là hơn 1m. Cái này nó già hơn. Còn hoành thân nãy mình đo được là 20 nha anh em. Cái củ đớ là nó nằm mà sâu bên dưới nha anh em. Bởi vì mấy cái này là mình mới sang đất hồi đầu năm á, mình đôn bầu lên đó, xong rồi mình phủ cái tấm lưới này rồi cho nó chia cỏ. Bây giờ mình không có xói đó nha anh em. Thì anh em thấy được cái thân nó này. Yeah, thân ở đèn xe này. Giờ mình đỡ mình đưa camera lại sát gần gần tí cho anh em xem này. Không, thân nó nâu. Một cốt hai thân nha anh em, có một cái thân thân lớn và một cái thân nhỏ. Cái này nó cũng khá hay nha anh em, các chi cành nó đóng sát gốc hay, anh em về rỉa tán thêm cho nó ra tròn như cái cây đầu tiên kia. Cây đầu tiên kia thì nó lên tự nhiên nó đẹp rồi. Cây số 2 này nó già, dáng cốt nó tự nhiên. Hai cây đều là dòng mai dẻo đọt đỏ nha, bông to nha anh em, dẻo bông to, bốn tay anh em. Chúng mình giao lưu là giao giao cánh kín hết nha anh em, chứ nó không có lọt sọt hoa xấu đâu. Mấy cái này thì năm xấu vô năm bảy nha anh em, mai lầm thùng chậu, ươm từ hạt lên, nuôi trong chậu từ nhỏ lên. Rồi anh em nào thích cái cây mai form tán nó tròn trịa hay là cây mai nó có một cốt hai thân như thế này liên hệ mình nha. Một cây cao một cây lùng, cây số 1 là cao 1m1, cây số 2 là nó cao 1m3. Thì mỗi cây có mỗi nét đẹp riêng nha anh em, mỗi cây mỗi vị. Cây số 2 này thì nó cao to với lại cái cốt thân nó lớn hơn rất là nhiều. Cây số 1 nó lùng nhưng mà nó lại form nó ra tự nhiên, thấy nó đồng đều hơn tí ha. Đó, nhìn thì nó cũng một cây mỗi vị nha nè. Thì cây cối nó không coi cây nào giống cây nào và giá cả nó cũng khác nhau nha nè. Bởi vì tăng lý thì mỗi cây mình để lựa ra nó có những nét đặc trưng riêng của nó rồi. Và anh em nào thích liên hệ nha, số điện thoại mình là 0849 02 0790 nha nè.